Em xin chào tất cả các anh các chị. Em đến đây em sẽ không làm mất thời gian của tất cả mọi người. Em đến giờ để thể hiện tài năng của mình thôi. Và em xin được bắt đầu. Em xin hát bài Nắng Ấm Xa Dần biểu diễn anh Đăng. 1, 2, 3, nắng ấm xa dần, rồi nắng ấm xa dần, rồi nắng ấm xa dần, bỏ rơi để lại những giấc mơ. Bài ca anh viết sẽ không được trọn vẹn đâu em. Em yêu một ai thật rồi, mãi chẳng là anh đâu. Vậy thì người cứ bước đi xa, anh bình minh sẽ không còn nơi đây. Cứ đi xa nơi những lời yêu sẽ không còn nơi đây. Ê, phải tự đứng lên mà thôi, che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn. Xung quanh anh giờ đây cô đơn mình anh ôm giấc mơ. Nhìn em bước ra đi xa, ê, 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 ê. Nhìn em bước ra đi xa, ê, 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 ê. Nhìn em bước đi, ê. Nhìn em bước ra đi xa dần, wow, wow. Một tràng vỗ tay được không ạ? Em cảm ơn rất nhiều ạ. Chị bị đơ rồi, từ lúc em bước vào tới bây giờ là em coi như em tới tấp vào mặt chị này, em tới tấp này. Nói thật đấy, vâng ạ. Từ đầu đến giờ em làm cho anh vui nhất. Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Anh chỉ có cái một cái điều duy nhất là anh không hiểu em là cái giai điệu này, rồi cái ca từ với lại cái thể hiện của em là nó nhằm mục đích gì thôi. Chứ còn bởi vì là ví dụ không, mỗi một nghệ sĩ là phải tự chọn cho mình một phong cách riêng. Phong cách âm nhạc của em là R&B, em theo đuổi dòng R&B. Cái này R&B. Tất nhiên biểu cái này R&B. Ôi giời. Biểu nghệ sĩ biểu diễn thì tất nhiên mình phải nhảy múa với cả ấy các kiểu. Do em phải nói ngay từ đầu là đây là R&B. Vâng, dòng nhạc R&B. Em quên đúng không? Không ạ, em không quên ạ. Cái em thể hiện cái R&B mà tung tăng ấy là không, đấy là cái khả năng bẩm sinh của em từ bé. À. Mỗi một nghệ sĩ đều biết từ bé điều mình đều phải biết mình là sinh ra okay, là để làm anh điều anh gì. Nghĩ anh nếu mà cái cuộc thi này sửa lại một tí xíu rồi nó hợp với em thần tượng âm nhạc hài Việt Nam thì ok. Thế em làm cho mọi người rất là vui. Vâng. Anh nói như thế này nè. Cái em có đó là cái sự tự tin và cái sự hồn nhiên, và cái điều đó rất nhiều thí sinh ngày hôm nay á, lại không có cái điều đó. Nhưng mà em cần thêm thời gian để em tìm hiểu về R&B nó phải như thế nào. Cái điều đó cộng với cái sự hồn nhiên của em và cái năng lượng của em đem đến sân khấu á, em sẽ tiến bộ nhiều hơn. Ok. Ok. Anh rất là cảm ơn em đã đem tới những cái phút giây vui cho ban giám khảo. Nhưng mà với cuộc thi này vui không đủ. Cho nên là anh sẽ không chọn em vào vòng tiếp theo. Em không hiểu tại sao mà anh Quang Dũng cả anh Thanh Bùi không chọn em. Anh cũng không hiểu luôn đây này. em thật luôn. Thật là anh. Em thấy cực kỳ, em thấy khả năng của mình, em cực kỳ tự tin vào khả năng của mình luôn. Yeah. Em không chấp nhận điều mà anh nói là giọng hát em không có, mà với cả tài năng em không có. Em không chấp nhận điều đấy, bởi vì em thấy là mình có đủ khả năng để vào luôn. Chị xin lỗi, nhưng mà bây giờ đã là cái lúc mà rất là nghiêm túc. Đó chính là sao? Giọng hát của em, kỹ năng trong giọng hát lẫn tư duy âm nhạc của em nó không phù hợp với chương trình Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam. Ca sĩ biểu diễn mình hát, khi mình cất tiếng hát lên mình phải cho khán giả niềm vui, mình hát niềm bài buồn. Nghệ sĩ em thật, những nghệ sĩ mà đứng nghiêm chỉ hát như này, không biểu diễn, không múa may, quay cuồng như này, em thật không người đấy không biết niềm hát vui. Thật sự là gì? Em ơi, niềm vui ở đây nó là một sự giải trí đơn thuần. Nhưng với Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam nó không dừng lại ở mức độ giải trí. Nó cần một cái đẳng cấp về chuyên môn để cho mọi người có thể nhìn nhận em là một thần tượng nhá. Nếu anh là em á, anh nói một cách như một người anh á, em nên giảm bớt cái tôi của em lại trong lúc này để em nghe. Không phải mỗi ngày em được tiếp cận với những người như thế này. Và anh nghĩ em nên nghe. Bởi vì cái người mà nghe nhiều á sẽ học nhiều, cái người mà nói nhiều á sẽ không học được nhiều em. Cảm ơn em. Ba người mình anh không cãi được ba người này. Ok, em tạm biệt em. Xối đời tưởng gì? Em không có, em không hiểu sao em không được nhận luôn. Em có hài lòng với lại cái cách nhận xét của ban giám khảo với em không? Em không hài lòng. Nhưng mà ban giám khảo đã nhận xét em như thế nào? Em không nhớ, nhận xét nhiều quá, dồn dập vào em không thể nhớ được. Dồn dập vào em hả? Em có nghĩ là em không may mắn với cái vòng thi này không? Em nghĩ em không may, không phải là không may mắn mà là ban giám khảo đúng. Như kiểu em tự tin quá
kiểu tự tin quá là ban giám khảo không thích. Em nghĩ đâu thế? Em có nghĩ là lần sau mình sẽ tiết chế cái sự tự tin xuống một chút xíu hơn thì em thấy một người nghệ sĩ tất nhiên phải có tự tin thì mới lên được sân khấu, không tự tin thì làm sao bước lên được sân khấu để biểu diễn cho tất cả khán giả xem. Em có muốn gửi gắm lời nào đến ban giám khảo không? Em chả có gì gửi nhắn đến ban giám khảo. Em chỉ muốn là chúc ban giám khảo tìm vào những thí sinh tài năng nhất. Thế thôi. Cảm ơn em rất nhiều đã đến với Việt Nam Idol năm nay. Cảm ơn anh. Chào em. Cảm ơn tất cả mọi người.